Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Hồ Vũ, sinh năm 1987, ngụ tại Cà Mau, Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1988, ngụ tại Cà Mau, Li Tian Quang, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc, Kim Son Sik, sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc, Kang Seon Hak, sinh năm 1993, quốc tịch Hàn Quốc, cùng 17 đồng phạm về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện xe container do tài xế Đoàn Văn Ngãi điều khiển khi đến vị trí Lai P17, O27, cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương có 40 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng hơn 39,5 kg, loại metabetamin. Tài xế Đoàn Văn Hải khai nhận vận chuyển thuê cho công ty trách nhiệm hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp ABE của Huỳnh Thị Hoa Trân. Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập ghi lời khai đối với Huỳnh Thị Hoa Trân, xác định lô hàng thu giữ là của Kim Son Sik, bạn trai của Trân. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra xác minh và khởi tố bị can đối với Kim Son Sik cùng 23 bị can khác về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, các đối tượng đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó đã thu giữ 162 kg ma túy các loại. Số còn lại các bị can đã vận chuyển tiêu thụ trót lọt.